Rồi lại nói đầu tiên trong Nguyên xin được uh, gửi lời chào đến uh, cô chú với anh chị em mình ha Thì hôm nay uh, ra phía sau uh, thấy cây mai uh, cúc quýt nó nở bông uh, Cũng khá là đẹp mà uh, Quay uh, cho tất cả mọi người xem cũng như là chia sẻ một số cái kinh nghiệm về cái cách uh, tưới phân Rồi ngày gài 4 năm ngày không có nắng gì giờ mọi người Thì uh, mặc dù không có nắng nhưng mà cái lá mai của Nguyên thì nó cũng không có mỏng cho mấy Thì hôm nay Nguyên lại tiếp tục uh, chia sẻ một số cái kinh nghiệm ha nó thì cây mai này nó nằm trong chậu tầm khoảng chừng 5 đến 6 năm, 7 năm về à. rất là lâu chưa thay đất luôn mọi người. thì cũng trồng với sư dừa với cát với chấu thôi, chẳng có gì hết. rồi bây giờ uh, nguyên sẽ tiến hành uh, uh, dắt mọi người đi uh, xem uh, một cái uh, bông của cây mai của viếp thì đây nó nằm trong đây mọi người nó đang mở vòng thì tầm cũng bốn bốn ngày. À. quá đẹp mọi người. À. heo, thấy, à, thấy không? và cái này nó nhớ xanh thì uh, cho mọi người ngắm uh, bông cái đi rồi. À, nguyên sẽ tiến hành à, quay cũng như là quay cái à, kinh nghiệm à, tưới phân à, giúp cho cây nó à, dày lá và nó xanh lá ha rồi đó à, thì cái bông nè mọi người mình à, sẽ tiến hành quay à, cận cảnh đó cho mọi người xem ha rồi thì đây trước mặt mọi người đây là một cái cây mai cúc vip nè thấy không thì cái tàn này mình cũng đã um, quay nhiều rồi vì mình bấm lại thì nó cũng khá là tròn rồi nè thấy không thì cũng gài mưa quá à, không có um, quay được để chia sẻ cho tất cả mọi người ha đó thì nó làm một cái thành nóng gom thì sau khi mà cây mai nè nó ra cái đọt này mọi người nè mọi người thấy không đây nè thì khi mà cái thứ nhất á, là cái vấn đề về tưới phân thì đối với những cây mai như thế này đây mà các bạn này, thường thường cái mùa mưa khi mà cây mai mà nó ra cái lá non mà các bạn để cái tay này nè thấy xuống tới dưới luôn là cái lá cái cái mai các bạn nó đang thiếu lăng với kali rất rất là nhiều nha và thật đặc biệt là trong cái mùa mưa này lá nó ra rất là dễ bị thiếu lăng mà kali nó làm cho không có xanh lá và dày lá được nó đạm nhiều thì nó làm mỏng lá lá của các bạn rất là dễ gách thì trong cái trường hợp này các bạn nên bổ sung cái cái mà lăng với kali cao lên ha cái liều nó cao lên thì có thể là 6 30 30 hoặc là 15 30 15 hay gì đó các bạn để cho nó 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 làm lại thì các bạn khi mà tưới một hai lần vô thì cái lá mai của các bạn rất là dày nè và nó ít bị gắt hơn mặc dù gió nó vũ rồi nó ít, ít ít, bị gắt đó. còn đây là cái mặt qua của cái cây mai cúc vip nè mọi người à. thấy không nở bốn ngày mọi người khá đẹp ha quá đẹp mọi người nè nó bự nè bốn ngón tay mình nè mà nó nó dung lên nè mọi người thấy nó dung nè à, nhân tiện sẵn quay chia sẻ với tất cả mọi người luôn à. đó. mọi người đó. nở được cái bông này nó nở nở cho vui nè ở đây nó có một cái nụ nữa nè đó mọi người nó làm nụ nở dài thôi đó rồi thì uh, trong cái mùa mưa này cái tược mai nó đi dài nè mọi người thì chúng ta nên bấm bỏ ha mình bấm bỏ ừ. giống như nguyên đây nè thấy không thì đối với những cái tược như thế này nè thì chúng ta nên bấm bỏ đó ta ngắt bỏ này mình có kéo bấm cho nó dễ những cái tược mà thấy không mọi người thấy không nó đi rất là dài nằm trong mát á nên bấm bỏ bớt thôi để cho nó phân nhánh ra thì khi các bạn bấm bỏ bớt thì nó sẽ phân nhánh nhiều ra và nó dày giống như cây của nguyên đây nè mọi người nó và đặc biệt là cái lá non nó, nó ra rất là dày nó không có bị cái hiện tượng đó là nó nó bị mỏng lá nó gì dễ gắt hay mọi người đó là số cái kinh nghiệm mà nguyên muốn chia sẻ với tất cả mọi người ha mặc dù cái mai này thì nói chung là nó lùm mà mọi người thấy không à. lá đầu ra cũng khá đẹp mọi người mới tưới đó mình đi cái này là đi db mọi người mua mua dầm á mua dầm mình không có tưới được thì mình có db thì nó hơi chậm tan nha à? ờ, trong cái nước thì chúng ta mình chỉ gãi gốc thôi nó gãi trực tiếp lên gốc luôn db thì khi mà gãi vô cả chừng ba đến 4 tiếng một hồi sau giờ lại cái lá thấy nó cứng là nó cây nó đang ăn phân nhiều lắm mọi người đó thì à, mặc dù trời mưa thì nó 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 gà mưa gào gào xuống thì à, nước từ từ cái đầu nó làm cho tan thì cây nó cũng có, nó ăn đó, thì đây là nó còn cái này nó những viên trắng trắng là nó nó, nó tan gà đó mọi người chưa hết nữa đó thấy không đó. nhân tiện sẵn ha, chia sẻ với mọi người thì ra khi mà khi mà ở trong cái mùa mưa mà nhiều quá thì khi mà tưới db vô mình nó có lá nè các bạn thấy không nó xanh nè nó dày lên nè nó dày cộm à. mình đã chia sẻ rất là nhiều vấn đề này rồi đặc biệt đó là cái cái phun nấm nè thì chúng ta phải chú trọng nha một tuần lễ không phun một lần nha mọi người thì tới nay định kỳ chiều nay mình sẽ phun tại vì sáng hơi mưa đó, mọi người à, lựa cái phản khắc nào mà nó không có cái um, mưa thì mình phun mình phải định kỳ phun tuần lễ một lần để cho nó giữ cái bộ lá đẹp ha à. nhân tiện ngắm cúc vip và cũng như chia sẻ với tất cả mọi người luôn về cách bóng phân à, thì cái này mình có thể là tưới với hữu cơ luôn ha mọi người hữu cơ thì nó là cái có cái dạng nó là có nhiều có chắc hơn so với cái vô cơ đặc biệt là cái uh, carbon để mà cây nó um, làm việc ha ừ. thì khi mà bấm chặn ra nhiều quá thì bắt đầu nó sẽ ra được nó phân nhánh rất là đẹp luôn đó. thì đó là cái uh, nguyên quay cho mọi người xem cái mai cút vip uh, nở bông đẹp cũng như là chia sẻ cái kinh nghiệm để uh, cho mọi người uh, có thể là nắm bắt ha rồi thì à uh, um, cái chủ đề về cái cây mai cúc vip đến đây á, là kết thúc rồi bây giờ mình có một cái cây mai nè mọi người thấy mọi người thấy không đây là cây mai phôi nhân tiện sẵn chia sẻ với cô chú với chị em mình một cái tí kinh nghiệm về cái vấn đề cây phôi luôn ha đó. thì cái phôi này nguyên trồng cũng lâu rồi mọi người nữa thì đó với những cái mai mà nó có mình khi mình mới trồng cái mai phôi á mà có những cái tược á mà nó nằm ở dưới gốc như thế này đây nè thấy không thì mình sẽ bấm bỏ hết. Còn cái này á mình để đây là tại vì lúc cái 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 này cái có cái cây mình để cho nó kéo sẹo mọi người thì sau một thời gian đó mình cũng sẽ bấm bỏ. Ở dưới cây rễ này là tuyệt đối là không có để cái tược ha. Tại vì à, à, để cái tược thì nó sẽ à, nuôi ngay cái phần ở đó nó không có có tốt hein, mọi người để nó đẩy lên cái phần phía trên nữa thì cái mai này mình cũng chưa có ghép. Thì à, theo kinh nghiệm của nguyên nha. Thì à, đối với những cái mai mà nguyên trồng á thì nguyên sẽ nuôi nè. Ở mình cũng mới túi DB ra luôn đó mọi người. Thấy không? Túi trùng với cái thằng mà à, cúc à, mà vip á, nó thì cái lá nó cũng xanh và dày. Đó, thì DB ngoài nhiệm vụ nó DB thì 18 thành phần của nó là 18 lạ đạm và 46 lăng và không có kali. Đó. Thì nó DB cao thì nó có thể là làm cho ra rễ, ra chồi ha. Tác dụng của lăng cao thì nó làm cho ra rễ, ra chồi. Thì cái này á, mình cũng chỉ nuôi nè mọi người nuôi một thời gian nữa để cho cây nó cứng cáp thứ nhất thứ hai là cái bộ rễ của nó nó ổn định nó ra được nhiều. Thì khi nó ra như thế này đây nhưng mà cái bộ rễ dưới nó chỉ là còn yếu, cái rễ cám nó ra còn yếu và nó chưa có nhiều. thì khi mà nuôi cái tuột như thế này đây á thì cái rễ cám từ từ nó sẽ quan hợp rồi nó tuột nó phát triển mạnh bỏ đại. thì bắt đầu nó rễ cám nó đi rất là mạnh khi mà ghép vô á, thì nó sẽ ít có bị sốc hơn nó không có bị suy hơn nhiều hơn so với chúng ta ghép mà chúng ta à, vừa trồng mà cỡ chừng mấy tháng mà khi mà nó ra tược thì chúng ta ghép liền thì nó sẽ không có tốt bằng ha tại vì à, khi mà nó khi mà cắt lên thì cây nó cũng đã mất sức rồi mọi người và cái thứ hai là chúng ta đã đôn cái rễ vô thì cái thường thường mình bấm mình ép chậu vô thì mình cắt rễ rất là nhiều À, cho nên là cái phục hồi của cái bầu rễ nó chưa có kịp nên nó ghép vô thường thường chúng ta cắt lên thêm cái nữa cây nó rất là dễ bị sốc cho nên là nó dễ bị cái tình trạng đó làm à, làm cho cây cây mai nó bị suy xuống luôn sập xuống và cái tụ ghép á thường thường ví dụ như các bạn khi mà các bạn cắt lại gọi cắt nữa thì như thế này chúng ta nếu mà người ta ghép thì chúng ta phải cắt lên nữa thì khi mà cắt nữa ghép vô mọi người thì nó có nó có hiện tượng đứng đứng tược luôn đứng tược đứng tược và đứng cái um, bo ghép nó không phát triển nữa, tức là cái bầu rễ ở dưới nó đã không có nó không có mà hút nước và dinh dưỡng mạnh nữa đó mọi người. Đó thì cái vấn đề cây mà nó quan hợp thì nó cũng sẽ tích lũy cái dinh dưỡng ở trong thân nó rất là nhiều cho nên khi mà nuôi cái bộ lá như thế này đây nè mọi người thì điều nó sẽ làm cho cái cái mà dinh dưỡng của cây nó tích trong thân của nó mạnh thì khi mà ghép á nó sẽ ok hơn đó. thấy không mọi người? Hôm ngày mưa quá rồi, mọi người thì chắc trồng ở đây thì uh, nguyên cũng chia sẻ rất nhiều rồi mọi người chỉ có cái uh, sơ dừa nữa. nè sơ dừa chấu với uh, cát à Đó, nó mùng ra nè mọi người như thế này là ok bóp mà nó không có ra uh, nước nè mọi người thấy không ẩm ẩm nhẹ nè là chắc trồng rất là tốt và định kỳ nếu mà đối với kim vai này thì chúng ta nấm, nên nên uh, tưới là cái chi uh, chico đề ma nắm đối kháng ấy, mọi người hoặc là cái um, cốc 85 gì thường khiên định kỳ cỡ chừng nửa tháng một tháng ta tưới ta pha chúng ta tưới vô uh, gốc À, đặc biệt là đối với những cái mùa mưa này là mọi người thì tiếng trùng rễ phát triển rất là mạnh cho nên là chúng ta phải túi gốc để tránh hiện tượng sưng rễ rồi ha thì tiếng trùng rễ thì nó có bán rất là loại nhiều à, những cái loại mà quá học đồ chúng ta gãi vô gốc vẫn được để mà nó nó uh, tiêu diệt cái tiếng trùng rễ phát sinh trong cái giai đoạn mùa mưa này đó là một số cái kinh nghiệm mà nguyên chia sẻ tất cả rồi, mọi thì, người. nãy giờ cái kinh nghiệm mùa mưa cũng như là chia sẻ cũng như là ngắm cái cúc vip À, nguyên muốn chia sẻ tất cả mọi người hy vọng mọi người xem cũng như là yêu thích cũng như là cho nguyên một cái nút nút thích để tăng cái tương tác cũng như là hỗ trợ cũng như là đăng ký khi mà chưa đăng ký để ủng hộ cho con nguyên ha cũng xin cảm ơn tất cả chân thành những anh em cô chú quý anh chị em là đã luôn đồng hành và ủng hộ cho nguyên rất là nhiều khi mà mỗi khi cái video xuất hiện lên rồi một lần nữa xin chia sẻ đến đây là kết thúc hay mọi người hy vọng sẽ gặp lại mọi người ở những cái video tiếp theo cũng như là chia sẻ những cái chủ đề hay hơn nữa để tất cả cùng nhau có thể uh, chơi mai được tốt hơn ha, đó là những kinh nghiệm của nguyên để chia sẻ, hy vọng uh, sẽ không uh, sẽ không phụ lòng để uh, tất cả mọi người yêu thích rồi, một lần nữa xin kính chào, hẹn gặp lại nha